Sáng ngày 6 tháng 4, Công đoàn Công ty Cổ phần Than Núi Béo tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, công ty chuyển đổi mô hình khai thác từ lộ thiên sang hầm lò. Dịch COVID-19, giá cả vật tư, sắt thép, nhiên liệu biến động đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của công ty. Song, Công đoàn Công ty đã vận động công nhân viên chức lao động phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm, đoàn kết, vượt khó cùng chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong nhiệm kỳ đã đảm nhận 241 công trình công đoàn tham gia quản lý, có 1.565 sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, qua đó đóng góp quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tập đoàn giao, có đủ việc làm cho công nhân viên chức lao động. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về công trường, phân xưởng, người lao động, tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, phối hợp với chuyên môn, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Năng suất lao động hàng năm tăng từ 4 đến 5% một năm, thu nhập bình quân tăng từ 3 đến 5% một năm. Chúc mừng những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022 của Công đoàn Công ty, Phó Chủ tịch Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam Nguyễn Trung Hiếu nhấn mạnh, những kết quả nổi bật đã góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty và kết quả chung của Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty tiếp tục thực hiện tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ, xây dựng lực lượng lao động và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, chủ động sáng tạo, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống phúc lợi cho người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028.